Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Cuộc Sống Tây Nguyên. Các bạn thân mến, hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn cách để chúng ta tạo hay còn gọi là đặt cái màn hình kết thúc cho video của chúng ta. Thì như các bạn đã biết, màn hình kết thúc cho phép chúng ta đặt một cái liên kết đến các video khác hoặc một danh sách phát khác trên kênh của bạn, hoặc chúng ta cũng có thể đặt một cái website lên màn hình video mà người xem đang xem ở cái đoạn cuối của video, nhằm cái mục đích là hướng cái người xem đến các video. Ví dụ như chúng ta mà làm video dạng tập chẳng hạn, tập 1, tập 2, tập 3 vân vân, thì chúng ta có thể đặt cái tập kế tiếp của cái video mà khán giả đang xem đó là lên trên cái màn hình kết thúc như thế này. Đây các bạn, đây ví dụ đây, ở đây là mình đã bỏ hai cái video vào cái màn hình kết thúc này để giữ chân cái người xem. Tóm lại, cái màn hình kết thúc là cái tính năng giúp chúng ta để tăng lượt xem rất là hiệu quả. Nhiều người thường sử dụng cái màn hình kết thúc này là để giữ chân cái người xem ở lại trên kênh của chúng ta, từ video này đến cái video khác thuộc kênh của chúng ta nha các bạn. Và để làm được như thế này thì sau đây mình sẽ chia sẻ cách để chúng ta làm. Các bạn thân mến, tuy nhiên là ở bên cái ứng dụng YouTube này thì chúng ta không thể làm được điều đó, chúng ta không thể đặt được. Thì chúng ta phải vào kênh của chúng ta, truy cập kênh của chúng ta bằng ứng dụng Chrome này. Đấy, chúng ta bấm vào cái ứng dụng Chrome. Rồi chúng ta bấm vào ba chấm ở dưới góc màn hình, ở góc phải màn hình ở phía dưới nha các bạn. Đây, chúng ta vuốt lên và chúng ta sẽ yêu cầu trang web dành cho máy tính để bàn. Chúng ta nhấp vào đây. Đây, nó sẽ trở về như thế này. Các bạn nên bấm vào cái nút ô vuông có mũi tên dạng nút play này. Đây, các bạn xem ở đây mình đã đăng sẵn một video ở trên cùng, nhưng mình đang đặt ở chế độ là riêng tư, bởi vì sau khi mình đăng lên, trong trường hợp có những bản nhạc ở trong cái video của chúng ta có thể chứa bản quyền, cho nên chúng ta đặt nó ở chế độ riêng tư để 2-3 ngày rồi chúng ta mới bật chế độ công khai. Bởi vì kênh của chúng ta hiện đang, ví dụ tôi lấy ví dụ kênh này của mình đây, đang đã bật kiếm tiền, cho nên mình tránh cái trường hợp nó bị tắt kiếm tiền, vô tình chúng ta tải những cái video mà chứa âm nhạc có bản quyền. Sau khi chúng ta đã đăng và đã chờ không bị dính bản quyền thì chúng ta bắt đầu tiến hành đi làm cái màn hình kết thúc cái đó. Chúng ta nhấp hai lần vào cái video. Ở đây các bạn, các phần khác thì mình không hướng dẫn, mà mình sẽ chỉ chia sẻ cách chúng ta đặt màn hình kết thúc thôi. Và chúng ta nhấp vào ở phía bên phải, ở dưới cùng có cái chữ màn hình kết thúc, ta nhấp vào tay vào đây. Rồi nó sẽ chuyển chúng ta chuyển sang một cái tab khác, giống như ở trên máy tính thì chúng ta phải bật một cái tab khác, thì trên điện thoại cũng vậy, chúng ta sẽ chuyển sang một tab khác, mở Chrome ra, nó sẽ đưa chúng ta về một cái trang khác. Đây, ở phía trên chúng ta sẽ có ba cái mục, là mục xem và sử dụng mẫu và nhập từ video. Chúng ta sử dụng mẫu nhé, chúng ta chọn cái mẫu, ở đây chính là những cái mẫu màn hình kết thúc. Đây, các bạn có thể tùy chọn những cái mẫu ở đây, những cái mẫu mà nó có một cái màn hình kết thúc và hai, một chấm tròn và một hình ô vuông ở đây, chính là một cái kênh quảng bá kênh của chúng ta hoặc kênh khác của chúng ta luôn. Và cái ô vuông này chính là cái website chúng ta bỏ vô nếu các bạn có. Tuy nhiên mình sẽ không bỏ cái website, mình sẽ chọn cái mẫu mà nó có. Đây, mình sẽ chọn mẫu này và bấm vào chữ chọn.
Bây giờ các bạn nhìn sang phía bên tay phải, phía bên phải của màn hình, chúng ta dòng chữ ở trên cùng là cái tên kênh của chúng ta, hai dòng ở dưới là chưa có video gì để chúng ta chọn, chúng ta nhấp vào cái cây bút, hình cây bút, nhấp tay vào hình cây bút. Rồi ở đây chúng ta chọn những cái video mà chúng ta muốn bỏ vô trong màn hình kết thúc nha. Mình sẽ chọn video này. Đấy, nó đã xuất hiện là làm intro và outro từ điện thoại. Và video tiếp theo mình sẽ chọn cái video này và lưu nó lại. Đấy. Bây giờ các bạn lưu nó lại. Đấy. Sau khi chúng ta đã lưu xong thì chúng ta thoát nó ra, hoặc các bạn cũng có thể bấm vào cái ô vuông số có chữ số 2 ở đây để chúng ta mở cái tab đầu tiên ra. Đấy. Và chúng ta đi chọn bật công khai, rồi chúng ta bấm xong và lưu lại. Sau khi đã hoàn thành, chúng ta thoát hoàn toàn ra và quay trở về bên ứng dụng YouTube này để chúng ta xem cái video chúng ta vừa đăng. Chúng ta bấm vào cái phần video này, nó sẽ xuất hiện cái video mà chúng ta vừa đăng mới nhất. Và ở đây mình sẽ tua tới cái đoạn cuối này cho xem. Cũng tùy thuộc nha các bạn, cũng có thể là bên YouTube người ta xử lý nhanh. Đấy, như các bạn đã thấy là ở trên video, ở giây thứ 5 đến giây thứ 20 mấy gì đó các bạn, là cái màn hình kết thúc của chúng ta đã xuất hiện. Đây các bạn xem. Đó. Đó, cái màn hình kết thúc của chúng ta đã xuất hiện nha các bạn. Vâng, các bạn thân mến, như vậy là mình đã chia sẻ cách chúng ta đặt cái màn hình kết thúc cho video của chúng ta nhằm mục đích là giữ chân người xem nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Các bạn nếu thấy hay, các bạn để lại cho mình một like, subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.